Đây ha. Hôm nay thì mình giới thiệu cho các anh em một cái mẫu mạch lô kéo mới. Mới ha. Mới cực hot luôn. Thì mẫu mạch này nó sử dụng IC C8673E 130W ha. Rút dây ra. Ok ha. Thì cái mẫu mạch này nó có một vài cái điểm hay lắm. Nó là dạng DSP lập trình chống hú mới ha, công nghệ mới nhất hiện nay ha, DSP lập trình, do vậy nó có chống hú. Đây mic bass, mic chép ha, ca nó mượt hơn ha, ca mượt hơn, hấp dẫn hơn, kết hợp với chống hú thì ca là quá tuyệt vời luôn ha. Bluetooth đời mới, Bluetooth đời mới, kể chưa. Rồi, ở đây thì có cái nguồn xung 220. Cái nguồn xung này để cấp điện cho mạch hoạt động. Và sạc pin. Lưu ý ha, cấp điện cho mạch hoạt động và sạc pin. Ok chưa? Mình sẽ quay bên trong. Đây, nguồn xung đây. Thì đây là ngõ vào cấp pin. Bên đây. Đây là ngõ ra lo, đây là ngõ micro. Ngõ micro thì nó là nguồn cấp 5V. Mình có thể sử dụng mic 8V hoặc mic 5V. Trên thị trường nó có hai loại này thì rất là đa năng. Cơ chưa? Đây là con IC công suất C8673 cộng với miếng nhôm tản nhiệt. Con IC ở nằm dưới. Thì đối với cái mẫu mạch này thì mình sử dụng cho loa có hai cách. Loa 3 tấc đơn, ba tấc đơn thì mình một ngõ ra lo này mình cấp cho một cái bát ba tấc, một cái lo chung và một cái lo chép 250 hoặc là 350. Cách lắp thứ hai thì mình sử dụng lo đôi, hai cái bát 2.5 tấc, hai cái chép 250 11 và hai cái lo chung. Cơ ha, thì ở đây mình giới thiệu nhanh về cái mẫu mới ha, mẫu mạch lô kéo mới ha. Tên của nó là DSP chống hú C8673E 120W, 130W. Sử dụng cho lo 3 tấc đơn hoặc là 2.5 tấc đôi. Đặc điểm mới là có mic bass, mic chép. Kết hợp với chống hú. Ca tuyệt vời hơn, nhuyễn hơn. Có nguồn xung ha. Đây, guitar điện đây. Lỗ cắm guitar hoàn chỉnh. Ok ha, trong video sau mình sẽ test demo cái chất âm nó tuyệt vời đến mức độ nào ha. Chống hú có hiệu quả không? Ha, hẹn trong video tiếp theo mình sẽ demo cho các anh em xem cái sức hấp dẫn của cái mẫu mạch này như thế nào. Ok chưa?